xin chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại với video tiếp kiểu tiếp theo của mình nhá. Và hôm nay tiếp theo một cái video clip nữa, và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em bắt cầu và cách đi tiền và cách đầu tư để có thể làm sao để có thể thắng trong những con game bài đổi thưởng này. Và hôm nay ở cái mức gọi là vốn 5 triệu thôi, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái vốn nhỏ này, được chưa? Thì rất nhiều bạn đang yêu cầu tôi là đang chỉ cho anh em về cái phương pháp mới, đó chính là cái phương pháp gọi là xí ngầu 3 cộng với cả điểm phiên, có đúng không? Thật ra cái công thức này ấy, tôi cũng đã ra là tầm khoảng 1 tuần rồi, nhưng mà cái công thức này ấy, nó được cái là tôi chưa mang lên cái hành trình bất cộng, chưa mang lên cái hành trình bất cầu, chỉ mang nó xuống cái gọi là cái hành trình gọi là test thôi. Nhưng mà cái quá trình test của tôi thì vừa mới kết thúc tầm từ hôm qua rồi, hôm nay ấy thì chắc là đưa luôn vào cái cách gọi là đánh thật được rồi đấy. Đây này, thì chúng ta sẽ có một cái con 6 ở đây, được chưa? Đấy là con xí ngầu 3, được chưa? Xí ngầu 3 lúc nào nó nằm ở cuối này, và bên này là xí ngầu 2 và xí ngầu 1 trên kia, hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ có một con 6 cộng với cả con 6 điểm phiên cuối, chúng ta bằng 12. Chúng ta có một con chặn, đúng không? Đấy, chúng ta chỉ cần xem cái tay trước thôi. Xí ngầu 3 trước nó cũng là một con 6, 6 cộng 5 bằng 11. Là lẻ nó vừa về xỉu xong thì lẻ con chẵn này thì chúng ta sẽ phải đi tài rồi, đúng không? Và anh em nhớ là cái tay đầu tiên nào đó thì anh em cũng phải đi nhẹ lại nhất có thể cho tôi thôi. Tại vì ở những cái video clip tôi cũng nói rất là nhiều rồi, mà tại sao chúng ta phải đi nhỏ, mà tại sao chúng ta phải đi to, đúng không? Được, con mẹ nó sáng ngủ dậy ngáp lên ngáp xuống anh em ạ. Nhưng mà không sao, vẫn cố gắng làm sao lên video cho anh em đúng giờ để cho anh em có thể tìm hiểu và tham khảo được rồi. Chứ cần thiết đéo là ngáp lên ngáp xuống, có đúng không? Thôi bây giờ cứ thế mà nặn đã này. Mẹ 62 này. Đây, ít mẹ xỉu hộ tao cái. Và bây giờ tiếp tục này, chúng ta đã có cái con 4 này thì anh em biết như nào rồi đấy. Bây giờ 4 cộng 7 bằng 11. Thì cái con lẹ này thì chắc chắn là anh em phải đi qua xỉu rồi nhá. Con 4 này cộng 17 bằng 11 này. Thì anh em nhớ cái tay này anh em chỉ đi giảm cho đi bằng một nửa cái tay trước thôi. Vì chủ yếu ấy, cái mục tiêu của chúng ta ấy, đánh là chỉ để gọi là chờ gãy thôi, hiểu không? Chờ gãy thôi. Bây giờ ấy, chúng ta chờ gãy là về cái góc độ mà nó sẽ về đi theo kiểu là đảo hay là thuận thì tôi còn biết, đúng không? Còn bây giờ ban đầu chắc chắn thì chúng ta đi theo cái công thức gọi là thuận rồi, đi theo chiều hướng thuận. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta mới kiểm tra được hai cái tay trước chúng ta tự cộng lấy nhau ấy. Thì bây giờ chúng ta đã có ba thuận rồi, đi theo cái chiều hướng gọi là ba thuận rồi. Còn bây giờ cái tỷ lệ nếu mà ăn theo ở cái chiều hướng này ấy, tôi nghĩ là nó cũng rất là thấp, chắc nó chỉ rơi về khoảng 40% thôi. Đấy, còn bây giờ cứ thế mà nặn đã này. Chúng ta sẽ có một con 6. Ui, lại là 652 rồi. Bây giờ này, tiếp tục thì chúng ta sẽ có một con 2 này nữa, đúng không? Con 2 này thì chúng ta sẽ kết hợp con 8 bằng con 10. Nói đâu ra nhá, 2 cộng 8 bằng 10. Anh em còn nhớ cái chiều hướng mà gọi là về cái góc độ chuyển đổi không? Là có nghĩa là lẻ chúng ta sẽ đi đánh tài đấy, còn chẵn thì chúng ta sẽ đánh xỉu, anh em hiểu chưa ạ? Đi theo luôn cái góc độ chuyển đổi. Bây giờ nhá, anh em còn được đúng một phát gọi là cái phép thử ở đây nữa. Đây nhá, nếu mà cái phát này mà các ông mà bị gãy ở cái tay nó mà về tài ấy, không nói nhiều nữa là nó sẽ đi theo kiểu công thức gọi là một đảo một thuận, đúng không? Lâu lắm rồi các ông bảo là tôi toàn đánh theo cái chiều hướng đảo hay chiều hướng thuận, các anh em gặp toàn gọi là đảo lên đảo xuống, đúng không? Nếu bây giờ nó mà về tài thì nó sẽ đi theo cái công thức gọi là một đảo một thuận, thì lúc đó chúng ta có thể gọi là dễ nói chuyện hơn, anh em hiểu không? Thôi bây giờ cứ thế mà gọi là vào phang đã, nặn đã. Đây, tôi sẽ nặn anh em xem này. 2, 2, 3, 3 rồi. Thôi, tôi xin chia buồn với anh em hết mình nhá. Tại vì ấy, nó đi theo cái vẫn gọi là cái chiều hướng, gọi là chiều hướng chuyển đổi rồi. Và bây giờ có con 3. Thì 3 sẽ cộng 9 bằng 12. Thì chúng nay chúng ta lại có một con chặn nữa. Thì chặn thì cứ thế mà gọi là phàng mình xỉu thôi, đúng không? Đi đúng 900.000 cho tôi xem có phải là công thức nó chạy theo kiểu 2 phát gãy 1 hay là 3 phát gãy 1 hay không, đúng không? Còn nếu mà bây giờ nó chạy con bên tài thì chắc chắn thì chúng ta cứ đánh theo kiểu chuyển đổi và chúng ta sẽ bẻ luôn, đúng không? Đúng theo kiểu gọi là 2 phát gãy 1, đúng không? 2 phát gãy 1. Với cả ở cái vốn 5 triệu như này, tôi không cần biết là trong tầm khoảng là 10 phút anh em sẽ lên được cầm khoảng bao nhiêu, nhưng tránh cái trường hợp bị nhà cái nó thao túng tâm lý,
tốt nhất là bạn cứ nên 10 phút nghỉ, xong tầm khoảng là vài tiếng sau anh em có thể vào lại. Lúc đấy tâm lý nữa anh em ổn định, anh em ra anh em đi đá đĩa cơm rang dưa bò, xong đó anh em về anh em gọi lại, lại gọi là nạp và chơi tiếp, đúng không? Cứ bình tĩnh mà chơi và 5-1 tiếp tục mẹ ăn chứ còn húp chứ còn gì nữa. Và bây giờ tiếp tục này, chúng ta lại có thêm một cái con 2 này nữa, đúng không? Con 2 này chúng ta sẽ kết hợp với cả một cái con này, 2 cộng 0 này, chúng ta lại bằng 2, chúng ta có con chẵn, đúng không? Con chẵn, anh em còn nhớ ban đầu chúng ta gọi là test 2, chúng ta ăn 1, ăn 1 là công thức là 3 phát chạy theo, đúng không? Nhưng lúc lại chúng ta chuyển đổi 1, chúng ta chuyển đổi 1, chúng ta gọi là chuyển đổi công thức 1 và ăn 2, ăn 2 thì cái con này chúng ta cũng đủ gọi là 3, cái chiều hướng gọi là 3 thuận, đúng không? 3 thuận. Và bây giờ thì anh em cũng có thể gọi là đi theo gọi là bẻ được rồi đấy. Và bây giờ anh em có thể đánh to lên cho tôi 1.804.000 đây nhá. Tại vì ban đầu nó đi theo kiểu là chiều hướng gọi là 3 phát gãy 1, xong vừa rồi chúng ta cũng vừa đủ 3 phát, anh em có sợ gãy không? Đúng không? Tốt nhất là anh em gọi là đánh như thế luôn để gọi là cho nhà cái nó bất ngờ, chứ không việc gì mà phải gọi là chờ nhà cái nó cho mình gãy thì thôi, đúng không? Đây, 244 rồi. Còn mẹ nó vẫn gọi là đen lắm anh em ạ, nó vẫn chưa gãy được đâu. Thôi bây giờ tiếp tục có con 4 này nhá. Thì 4 cộng với 1 bằng 5, định cho nhà cái nó bất ngờ đấy, nhưng mà đến nhà cái nó đi, nhà cái nó gõ mình đau quá. 5 cộng 1 bằng 6 ở đâu? 4 cộng 1 bằng 5 này. Thì đây chúng ta sẽ có một cái con gọi là lẻ này. Lẻ thì vẫn đi tài trận vẫn xỉu thôi. Và chúng ta sẽ đi luôn cả 4, 5 triệu phát này luôn, nữa còn gì nữa. Đợi chờ gì nữa, đúng không? Đợi chờ gì nữa. Nếu mà nó mà đã về tầm khoảng là chiều hướng gọi là 4 phát rồi ấy, thì ít nhất nó phải chạy thẳng được phát này nữa và phát sau. Đấy, đảm bảo với anh em luôn. Anh em đợi tôi tí, tôi đi bóc cái chai nước này, mẹ uống tí mẹ sau có động lực gọi là quất tiếp này. Mấy nay gọi là cái chiều hướng gọi là đi xuống phết rồi đấy. Bốc bạn họ, anh em là bốc bạn họ đây. Người người bốc họ, nhà nhà bắt họ. Alo là con tiền. À, cái gì thì cái cứ nặng nã thử xem nó chạy như nào. Đây, 62, ít mẹ ăn, xỉu hộ 40 cái, được chưa? Thôi anh em ạ, đến tầm khoảng 10 triệu như này là bắt đầu gọi là nghỉ, gọi là tôi ra đá nịt mẹ bắt cơm rang dưa bò cái xong rồi về gọi là quất tiếp anh em ạ. Được đéo thì phải vội anh em, có đúng không? Có lãi là được. Ok thì video hôm nay thì tôi xin phép gọi là dừng lại tại đây rồi nữa. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo của tôi anh em nhé.